Ôi rồi ôi, ngại vai đạn anh em ơi. Cái dăm ba mấy cây bay mà vâng cứ 1 triệu như thế này thì vâng làm sao mà có thể bỏ qua được nhè. Sục 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 thôi anh em ơi. Queen đâu? Từ từ check lại nào. Vâng có sách tướng đây rồi. Ok bạn ơi. Mình là người có xèng cơ mà. Đập luôn phát cho tỉnh đòn để mình xem có búa hay gì không. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với video Tha Hồn 12 làm trò chơi hội. Yes. Có lẽ một số bạn bây giờ cũng đã xong rồi. Nhiều bạn xong từ rất sớm rồi đúng không? Nhưng tuy nhiên mình thì bắt đầu giờ mới cày anh em ạ. Ảo lắm đấy. Và anh em là đã xem cái video về thông tin update mà mình đã làm 2 ngày hôm qua chưa? Cực kỳ hay ho luôn. Một video về nâng cấp độ cho những đơn vị lính và công trình phòng thủ, và một video nữa là về Super Troop, Super Baller. Thì tất cả mình đã làm chi tiết rồi. Anh em nào chưa theo dõi thì theo dõi nha. Và bây giờ thì mình sẽ cố gắng làm nhiệm vụ cũng như là múc múc cái thanh cái sách tướng này 500 gem. Đây là cái ưu đãi mà mình thấy là ngon nghè nhất đến từ Clash of Clans, bởi vì họ sẽ cho phép chúng ta mua được sách tướng với giá 500 gem. Và những gem này thì chúng ta có thể tiết kiệm cũng như là cày được điểm. À như vậy cái này là chốc nữa mình đánh được thêm 2 cái máy bắn đá nữa là mình được 150 gem này. Ôi quá đã luôn anh em ơi. Kiếm nhà nó có 2 cái máy bắn đá chơi nha. Và bây giờ thì trước mắt là mình sẽ bán 2 cái xẻng này đi. Mỗi xẻng 50 gem đấy. Ok, vâng hiện tại chúng ta có 543 gem. Vâng, múc cái đã không, chốc nữa quên. Rồi, vâng hiện tại thì ở vâng huấn luyện binh lính còn cũng hết. Vâng, quất luôn, sạch trơn gem, còn có 18 gem. Ok, thì bây giờ mình đang làm cái trò nhiệm vụ đó chính là đánh 3 sao, sử dụng 2 công thành binh. Ok, chiến thôi các bạn. Anh em có nhu cầu mua gem, mua vé vàng hay ưu đãi gì thì cứ liên hệ Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết nhá. Kiếm nhà giàu đây. Ôi rồi ôi, ngại vai đạn anh em ơi. Cái dăm bà mấy cây bay mà vâng cứ 1 triệu như thế này thì vâng làm sao mà có thể bỏ qua được nhè. Sục 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 thôi anh em ơi. Kinh có mặt luôn này, vâng chơi đục tường này. Đập em A chờ bên này, còn bên đây chúng ta là quẩy dòng điện vào. Yes. Út định mệnh quản giáo đi bộ ở trời. À không, mày qua đi bay. Quả đấy mà đi bộ thì đúng là ăn nó đòn luôn thật. Anh em nào mà chưa xem video về cứ từ từ ta, từ từ ta. Vâng, bốc phét ít thôi. Vâng, lớn rồi. Thông tin về update thì hãy xem lại ngay trên kênh của mình nhé. Bạn nào mà chưa like, chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ đăng ký nhá. Ui rồi, để không bỏ lỡ bất kỳ một video nóng hổi nào nào các bạn ơi. Chết dầu, chết 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 dầu. Ôi bạn ơi, đây 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 1 triệu đấy. Ui còn 9.000 đen nữa. Ui đen sao còn nhiều thế. Rồi rồi rồi, cái Inferno 1 tiêu. Đừng có bốc, đừng có bốc. Ôi quản giáo ơi, quay xe kia quản giáo ơi. Ơ quản giáo kia anh em ơi. Đủ nhức nách thật. Vâng, kia mấy cái mỏ bên này này Queen ơi. Ôi bạn ơi. Ui giời ơi cái, ui giời mô tả. Queen ơi quay quay ra đây ăn mỏ đi em. Ừ đúng rồi. Từ 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 x bầu. Ma ơi thốn vai đạn ạ. Ý ý ý Queen. Ê trời ơi, không biết là 2 con rồng này nó còn nhiều máu không ạ. Vãi đạn, nãy quên chơi đồ cho tướng. Thôi kệ, không sao đâu. Đánh gua thì cần, nhưng đi farm có lẽ không cần đâu. Và như vậy là em rồng này là xanh máu. Còn còn úi giời ơi, vâng 2 thương binh ạ. Nhanh 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 nhanh. Ôi rồi ôi, gặp thanh niên ngang ngố tí thì bốc ruốc ạ. Ok, ngon rồi. Và như vậy hình như là xong luôn nhiệm vụ. À, đúng rồi, giành 3 sao mà. Sản xuất lính nhanh cái. Ok bạn ơi, được đấy.
Lần này không cần nữa. Lần này thì bớt bom đi. Rồi ok, để xem có nhiệm vụ gì nữa thì chiến tiếp nhá. Phải chọn nhiệm vụ nào ngon ngon các bạn ạ. Rồi ok, để mình làm ảo thuật mình kiếm cái khác ngon hơn. Ok. Ui giời, bầy này chiến phết anh em ơi. Nhiều đồ, nhiều tiền đấy, nhiều tiền đấy. Ok ok nha. Ăn quả Archer bên này đây. Kinh sẽ vào việc. Đây, đục vào. Tốt rồi. Rồng. Cứ vậy chiến em. Ok. Như vậy là có Inferno một tia ở đây à? Vãi đạn thế bạn ơi. Ôi bạn ơi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Rồng của tớ phải làm nhiệm vụ cho cẩn thận vào. Kinh gồng luôn, nhất định khô máu luôn. Tesla không ăn thua đâu, Tesla không ăn thua đâu. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đây này, ăn vào cuồng nộ né cho nó sớm nè. Úi giời, và các bạn có thể thấy là ý Inferno nó đang bốc khá thốn phết. Rồi, vẫn còn băng. Mình đang làm nhiệm vụ là 3 sao ở trong cái bay này, nhưng mà có vẻ hơi khó. 3 sao sử dụng ôm bom với các bạn. Nhưng mà thôi, cái nhà này nhiều xèn, cứ chơi cho anh em cái này trước đã. Và có cả máy bắn đá nữa. Thì vâng, làm cái nhiệm vụ ăn là 2 máy bắn đá, nhưng mà thôi thì mút tạm một cái cũng được. Rồi, vẫn ổn. Tài nguyên là vẫn ăn được bonus. Cứ đánh hơn 70% đội bạn là các bạn sẽ nhận được 100% bonus anh em ạ. Đây này, thì mang về tận đó vẫn là được 220.000, vẫn là hơn 1 triệu tím. Ây dài, nó lại quá uy tín luôn bạn ơi. Ok, bớt đi một em này để còn có thả đá, không sao cả. Ok, bên này thì chắc nữa một trận nữa là sẽ xong rồi, xong cái nhiệm vụ kia rồi. Xin lính nữa, anh em nào có nhu cầu múc vé vàng hoặc là gói ưu đãi hoặc gói gem, liên hệ Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nhá. Cũng không có thuốc xây dựng nhanh nữa. Ok, xin lính phát chiến tiếp nào. Ok ok. 800.000 ăn bonus nữa là vẫn mà 1 triệu anh em nhá. Chúc nhè. Xoắn gì đội này. Đây, tối không xoắn. Chắc chắn là như thế. Chả việc gì phải xoắn cả. Kinh vào việc em. Mình là tha hơn 12 với nhau, mình sợ gì chúng này. Quẩy nhấc người, quẩy đi bạn ơi. Ok baby, chết rồi, chết rồi. Chết lồng lửa rồi, kinh ngồng luôn này. Ok, bên này cho em Queen. Và đối bạn là thủ. À rồi rồi. Rồi, tôi thích điều này, tôi thích điều này. Bị khu vực nhà chính, nó nguy hiểm đấy. Khu vực nhà chính sẽ rất là nguy hiểm đấy các bạn ạ. Đập quả nộ này. Đó, 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 đó. Cái xét điện nguy hiểm lắm. Nhưng bạn này là cũng tao hơn 12 như mình thôi, sợ gì. Bịt cái thổi gió lại nè. Còn đang muốn cất dành quả đóng băng cho Inferno một tia anh em ạ. Nhìn vậy chứ không cẩn thận thì bay màu chỗ bên đây đấy. Nhào, nhào. Đập quả cuồng nộ cho rồng điện khè cho chất nào. Thôi, 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 đốt, đốt, đốt hết rồng của tớ bây giờ. Được rồi bạn à. Úi giời ơi. Đùa với nhà chùa này. Ây, ngon ngay sếp ơi. Không biết là đã đủ tiền để nâng cấp lên. Tớ có lẽ tớ sẽ cố gắng đập em Queen lên. Đập em Queen lên level 65 cho thật sớm. Hiện tại là có lẽ là cũng đủ tiền rồi. Úi giời, mà lại phải hơn 1 triệu nữa nè các bạn ơi. Úi giời, có cả bonus. Hừng xin quân cái. Ok. Bây giờ này, úi giời, có 192.000. Ô, thiếu thợ xây. Ai giời, thiếu thợ xây à, vãi đạn nhỉ. Đây, vâng, hồi nãy đánh có scattershot 150 gem. Nhận luôn, vâng, gì chứ tiền nhà tôi đầy. Ok, 7 giờ nữa gì. Nó lại quá muội luôn. Ok anh em. Queen đâu? Từ từ check lại. Vâng, có sách tướng đây rồi. Ok bạn ơi. Mình là người có xiềng cơ mà. Đập luôn phát cho tỉnh đòn để mình xem có búa hay gì không. Ở như vậy là không có sách tướng nữa đâu mà còn thợ xây thôi.
còn 9 triệu mấy, 4 ngày nữa thì mới xong cái lực lượng này. Vạn vật thư có lẽ là phải dành cho cái khác. Quản giáo à? Đấy, chết chà. Mình đang phân vân một chút xíu thôi, cứ từ từ đã. Tính sau đi. Đi farm phát nữa đã, để làm tiếp phần thưởng này chứ nhỉ. Đấy, vâng, cố gắng mà đánh để mắc điểm cho chơi hội cũng như là cày sớm nhá. Ok. Nhài giàu nữa đây này anh em ơi. Và tớ vẫn đang phân vân một chút xíu nên bắt đầu từ đâu. Em Queen và King của chúng ta bên này. Yes. Thả đá, chơi luôn. 3, 2, 1. Gồng lên. Vâng, hy vọng nó sẽ không toang toác lắm. Tớ ui rồi, ôi King đỏ lòm rồi. Tình hình là King đã đỏ lòm rồi anh em ạ. Bịt tiếp pha nữa ở đây xem sao. Vâng, tôi không muốn cái thả đá nó hẹo sớm. Đó là điều quan trọng. Bởi vì bên này đang còn có quả Inferno 1 tia đây nữa đây này. Nhọc lắm bạn ơi. Úi giời, Inferno 1 tia kìa. Bịt lại, yeah. Tha hồ mà chơi. Vâng, tên này phải lia mới được chứ. May quá còn thả đá cứu đi. Rồi xong luôn bạn nhớ. Gồng Queen thôi. Easy game. Vâng, xin 3 sao trong nhà này luôn. Và hình như là mình vừa làm phần thưởng là đánh 100% trong một trận đánh mà. Yes. Uy tín luôn. Vâng, cứ như này thì đánh nó mới phê chứ nhờ. Ngon luôn bạn ơi. Vâng, để xem chút nữa về nâng cấp cái gì cho nó đã nào. Vâng, phải làm nhanh phần thưởng cho chơi hội đi để kiếm. Úi trời ơi, ngập mồm tài nguyên luôn anh em ơi. Quá đã nha. Trời, đánh nhoang gái là xong ấy mà. Đây nữa này, cái này 3 sao trong trận chiến nhiều người chơi nữa để lấy 200 điểm nữa. Vâng, cứ cái nào nhiều tiền là đánh thôi. Ok, chưa sản quân. Vài đạn. Không cái nhọ nào như cái nhọ nào. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video sắp tới. Và đừng quên đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nha. Tối nay kèo đánh livestream rất căng giữa anh em CLC Love với cả là anh em Warrior chuỗi win 13 luôn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn nhé. Bye bye.